Gần đây tuy tần suất xuất hiện của Kim Tuấn Kiệt và Puka ở các sự kiện lẫn các chương trình đều trở nên thấp đi, nhưng độ tương tác thân mật của hai người vẫn là thứ khiến cộng đồng mạng quan tâm. Và ngay tối hôm qua, tại sự kiện ra mắt thương hiệu Jacole thì Kim Tuấn Kiệt và Puka đã có những cử chỉ thân mật với nhau. Cụ thể hai người ngồi bên nhau vui vẻ nặn tò he. Đáng chú ý nhất chính là lúc MC Đại Nghĩa yêu cầu Kim Tuấn Kiệt lên hát một bài thì thuyền trưởng Trường Giang lập tức xưng hô con rể với Kim Tuấn Kiệt, Puka lập tức ngại ngùng kêu ba này. Đại Nghĩa đồng thời cũng góp vui, nếu đã gọi là con rể vậy thì con dâu đâu nhỉ? Như các bạn biết, Trường Giang có một đứa con gái xinh đẹp tên Puka mà thôi. Hãy cùng theo chân ống kính hậu trường tìm hiểu thêm hin của hai người này nha. Con rể là sẽ xuống kiều về con gái là ai? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Đoạn thời gian vừa qua, chúng ta đã không ít soi ra những lần tung thính và đớp thính của bộ đôi chị em Kim Tuấn Kiệt Puka, từ lần lén lút dắt tay nhau đến chỗ riêng tư chụp hình tại đám cưới của nam ca sĩ Mạc Văn Khoa, hay những lần Kim Tuấn Kiệt ngầm thả thính bảo Puka vào trong tim khiến biết bao nhiêu fan khắp bồ đều bấn loạn và thắc mắc khi nào hai người mới chịu về chung một nhà. Và mới đây, tại sự kiện ra mắt thương hiệu Jacole, Kim Tuấn Kiệt và Puka đã có những màn tương tác cực tình. Tại sự kiện này, vì là sự kiện riêng tư nên sẽ hầu như không có nhiều nhà báo đến tham gia, cho nên đây chính là nơi hai người bắt đầu thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau mà không sợ cánh nhà báo soi mói. Qua những hình ảnh trên chúng ta có thể thấy được Kim Tuấn Kiệt và Puka gần như luôn ngồi chung với nhau, không bao giờ tách rời. Hơn nữa hai người luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Khung cảnh nặn tò he của họ cũng đã được ống kính của người qua đường ghi lại. Quả thật giống như đôi tình nhân đang chơi đùa trong buổi hẹn hò của nhau vậy. Đủ ngọt ngào, đủ đáng yêu đúng chứ? Chưa dừng lại ở đây, với sự có mặt của thuyền trưởng Trường Giang, chúng ta lại được dịp ăn cơm chó miễn phí khi lúc MC Đại Nghĩa yêu cầu Kim Tuấn Kiệt lên hát một bài thì Trường Giang lập tức lên tiếng hát cho đàng hoàng nha con rể. Puka lập tức ngại ngùng kêu ba này, MC Đại Nghĩa cũng không quên góp vui. Con rể là Kim Tuấn Kiệt vậy con gái là ai? Trong nhiều năm qua, cặp đôi liên tục bị đồn thổi đang là người yêu của nhau khi loạt hình ảnh dùng đồ đôi đi du lịch cùng nhau tràn lan khắp mạng xã hội. Đứng trước sức ép, cả Puka và Kim Tuấn Kiệt đều nhiều lần phủ nhận và thậm chí hạn chế xuất hiện cùng nhau dù đều có mặt ở sự kiện. Nhưng cả hai vẫn không quên thả thính thân mật tình cảm với nhau. Tuy chỉ là thả thính ngầm nhưng cơ bản chúng ta cũng dễ dàng nhận ra hai người này muốn công khai tình cảm với nhau. Vậy chúng ta cùng nhau đợi đến Vbiz xuất hiện thêm một cái đám cưới nữa nha. Ngồi chánh diện luôn đi. Chị là đối thủ mạnh cho nên chị vô đội. Chị vô đội ai cũng được cả. Rồi ok, bây giờ em mời chị vô chánh điện. Em không? Em có mời đâu. Chị vô đây em nè. Không, nó không á. Không, nó không á. Cái thiên nghề quá. Cái thiên nghề quá. Thôi bây giờ nãy giờ lâu quá, mình muốn tù xì đi cho nó lẹ. 1, 2, 3. Rồi. Ây da. Cô đơn. Người gì kì. Vậy thì bây giờ em mong rằng đồng chí phải thật sự quyết tâm không làm lơ xe nữa. Tôi quyết tâm cố gắng hết sức để chiến đấu. Không sao, có gì chị hỗ trợ em. Bên đó có một ca hỗ trợ, bên đây chị hỗ trợ em. Quay trở lại với chủ đề của chương trình nè, là với cái chủ đề mà lúc mới yêu. Nghe tới đây thì tự nhiên chúng ta nhớ đến những mối tình đầu. Cái tình yêu đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi? Lúc mới yêu hả? Tình yêu đầu tiên của em nó chớm nở vào năm em 22 tuổi. Chị yêu trẻ vậy hả? Muộn vậy? Ủa sao yêu trẻ vậy? Cái đó gọi là yêu á nha. Còn kiểu mà thích nhau chớm, mà chớm đồ thì cũng có. Nhưng mà nó không có sâu đậm á. Nó chỉ là từ thích rồi hết thích. Sao kỳ vậy ta? Còn em thì em bắt đầu yêu thì năm 18. Thật ra thì tại vì em nghĩ là yêu nó sẽ có rất là nhiều cách yêu. Nhưng như hồi lớp 4 mình cũng đã thích một bạn. Xong đến lớp 6, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, mỗi năm mình thích một bạn. Đến khi mình lớn lên mình hiểu rõ là yêu là cần phải có trách nhiệm. Còn Bu thì ngoài cái chuyện lúc mới yêu ra thì bây giờ chị chia sẻ về cái chuyện tình cảm của chị hiện tại. Nè chị sao mới hỏi gì? Chủ đề ngày hôm nay là gì? Lúc mới yêu. Lúc mới yêu. Không, nhưng mà lúc mới yêu chấm 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 là bây giờ chị chia sẻ về lúc mới yêu cái người mà nhỏ hơn chị 5 tuổi á.
Là ai? Chị làm gì có. Rồi sao nháy mắt với em? Chị nháy mắt gì đâu. Một mắt chị mở to như vậy, chị làm gì có. Rồi sao chị bấu bấu cái tay vô người em? Khổ quá chị bấu cái ghê. Thôi được rồi, trời ơi đừng á, đừng kẹo em đó nữa. Bây giờ là quay về Kim nè. Hả em sao? Thì hồi xưa là yêu, mới yêu là năm bao nhiêu tuổi? Hồi em học mẫu giáo. Là yêu ai? Em thích cái bạn kia trong lớp. Nói tên bây giờ còn liên lạc không? Không, không không có liên sao lạc. Sao giáp? Sao giáp? Sao không? Sao không? Giáp còn liên lạc mà sợ cái gì không. Đó ở đây nè. Thật ra là không có liên lạc luôn. Thực ra em chỉ nhớ nhớ được đúng cái tên của bạn đó thôi, như bạn đó tên là Ngân. Ê cái lúc đó em quỷ hay sao mẹ? Mà em yêu em thích người ta vậy? Không có yêu. Nghĩa là em thích thôi, thích đây là em thấy cái bạn nó dễ mến nè, đáng yêu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái kiểu ngày xưa lớp chồi em cũng muốn thích một bạn, bạn nó tên là Vi, về không biết bạn ở đâu rồi. Ý là lâu quá mình cũng chẳng biết đâu mà còn bé. Cái nhưng cảm giác mà gọi là nhìn cái người đó kiểu muốn chơi với người đó, đúng không? Nói thật với mọi người, mà khi nhắc đến cái khoảng thời gian lúc mới yêu á, lúc nào nó cũng đẹp đúng không? Dạ đúng cái rồi. Lúc đó lúc nào nó cũng màu hồng, nó cũng vui chị, vẻ. Lúc mới yêu thật chưa biết bao nhiêu mà chị. Là tình luôn giữ trong lòng. Hai ba. Tình luôn giữ trong lòng. Trong lòng. Trong lòng. Thôi sợ quá. Em sợ ma quá. Thôi. Ê nó nghe nè. Cái đội của em là cái đội mà thể hiện từ đầu tới bây giờ. Rồi mà đặt lúc mà vô nhạc, mà đặt là nói lời giống như là kiểu là hay ho lắm. Xong cuối cùng hát vô tâm không được. Còn... Nhưng mà vấn đề là em không biết tại sao em vẫn chưa bao giờ hát chung được cái gọi là hòa giọng được với chị Bu á. Tất cả mọi người không ai hòa giọng được với chị. Em hòa được thì sao? Nếu hòa được chị cho em gì? Em đúng rồi, Jin hòa được. Jin hòa được lần. Hay quá ha. Hiểu nhau rồi. Có lẽ là người hay. Ta đã về cùng một đội. Em hay sao quá. Vậy? Hay á. Hay á. Hộp xoài gì đâu em ạ? Xin lỗi. Em để ý đi, coi chừng là Phản em á, phản em á. Người ta đã chọn giờ... mình không biết vì lý do gì nữa nha. Cẩn thận đó. Thấy chưa, người ta đá mắt với nhau kìa. Em thấy là kiểu Muka đang ngồi che hình em luôn mà chị. Nên là em thấy kiểu đúng là phản rồi. Thì họ ở trong cái lượt này hay là Muka sẽ hỗ trợ cho Gin đi. Biết đâu, tại vì em hỗ trợ cho Duy Khánh rồi, cũng được điểm cao rồi, bây giờ phải qua hỗ trợ cho Gin thử. Cái đó là chị Sam nói thôi chứ người ta có nói kêu em hỗ trợ đâu. Gin còn gì nữa, mời người ta qua. Trời ơi, em suy nghĩ rồi. Số rồi. Sao chị có muốn qua không? Em cho chị chọn á. Cười quá à. Mời giờ hỏi muốn không? Giờ chị có muốn qua hay không? Chị không chọn đó. Đi đó, thấy chưa, em có khi nào mà em đi mời một cái người ta không muốn chơi với em không? Mà em thử mời thử cái coi người ta qua chân không? Thành lên, chân thành lên. Nè chị qua chơi em không? Trời đất ơi. Là bé nó mời chưa? Em phải chân thành lên chứ. Nè qua chơi nha. Chơi chung. Chị ngồi đây chị hỗ trợ em được rồi, chị không muốn quên đó. Ủa chị tính. Rồi chị xem cho bài hát đi.